tại vì ông ngồi khó, nó chạy ra chạy cũng luôn. Ông phải ngồi đó cho nó đỡ. Còn bây giờ còn có mình ông. Bây giờ cũng chiếu ông. Cầu cho chúng con là kẻ có tội.
nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hồng Maria, đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và cao phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hồng Maria, đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hồng Maria, đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hồng Maria, đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Hồng Maria, đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hồng Maria, đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc là. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chắc cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn biến ma đường rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Teresa trong cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi đưa liền tội, thì xin mở cửa tù đạp ấy cho ra, mà đem lên chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhắm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa trong tôi nào hay đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán thưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, ngài hãy trông cậy người cho liên, vì người đất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Teresa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Teresa cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa đề tội. Xin Chúa con xin kêu ban cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên hàng em. Chúng con trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức nữ đồng chính hiệp
Chúa Giêsu, được xa chúng con, lạy trái tim cực thánh cực tình cho Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bà thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy cha Thánh Tử Đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ Vương Ban Sứ Bằng An, cầu cho chúng con. Nữ Vương Ban Sứ Bằng An, cầu cho chúng con. Nữ Vương Ban Sứ Bằng An, cầu cho chúng con. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Teresa. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Teresa. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Teresa.